Ladies and gentlemen, on behalf of VNU, welcome you all to VConnect Vietnam Edition, the number one digital B2B networking event for the ASEAN's feed-to-food industry. You know, the pandemic has changed the regular business for our industry, especially exhibitions, conference, trade shows. However, the livestock market demand in Vietnam and ASEAN continues to be high and remains at a vibrant level. So VConnect is the digital result of the conversion of our highly successful in-person B2B networking events in Vietnam to an online format to suit the current business landscape. The Vietnam edition is the first event of our new VConnect digital series in the global calendar. Asia edition, VConnect Asia edition, will follow in September, so please watch out and save the date. But today, it's about Vietnam. Today, it's about VConnect Vietnam. And you, as the participants, highly welcome you. You will be able to connect with over 150 brands from 27 countries and over 100 selected VIP buyers from Southeast Asia. Over 20 technical sessions on feed safety, sustainable farming, animal disease containment topics are spread over 3 days. All sessions have a free access for you. So, without further ado, again, welcome to VConnect Vietnam Edition. We wish you a productive 3-day online journey. Thank you for being here and stay safe. Thay mặt Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh các tổ chức cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia triển lãm và hội nghị quốc tế lần thứ 8 về chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản Index Việt Nam 2021 từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 2021 trên nền tảng VConnect Việt Nam Edition trực tuyến của VIB. Tôi đánh giá cao triển lãm Index 2001 trực tuyến là cơ hội kết nối lại các đối tác phục hồi sản xuất kinh doanh trong đại dịch COVID-19 và tìm kiếm các cái giải pháp hiệu quả để phục hồi sản xuất kinh doanh nhằm mục đích kép vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh của chính phủ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này. Trong hơn một thập kỷ qua, Index Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển của ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nước ta, trở thành một trong những sự kiện xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, chuyển giao công nghệ quan trọng, các doanh nghiệp và người dân có thể tiếp cận những sản phẩm, công nghệ, máy và trang thiết bị tiên tiến của thế giới, đồng thời chia sẻ thông tin kinh nghiệm hữu ích và mở rộng cơ hội giao thương. Tham gia sự kiện, các doanh nghiệp và cá nhân trong ngành sẽ được gặp gỡ khách hàng, đối tác, các nhà cung cấp tại các gian hàng trực tuyến của Index Việt Nam 2021, tham dự hội thảo trực tuyến trên website và các hội nghị phát trực tuyến, tham gia chương trình VIB Buyers với hơn 100 khách hàng lớn của chuỗi cung ứng và sản xuất protein động vật trong khu vực châu Á Thái Bình Dương thông qua các cuộc hẹn đã được sắp xếp trước. Thay mặt Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tôi trân trọng chào đón các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia triển lãm quốc tế lần thứ 8 về chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản Index Việt Nam 2021 trực tuyến. Xin chúc sự kiện thành công tốt đẹp. Ladies and gentlemen and friends, it is my pleasure to welcome you all from agriculture and in livestock industry to the VConnect Vietnam Edition 2021 event. I wish to sincerely congratulate VNU Asia Pacific for organizing this online event during this very challenging time, thus continues to provide platform for businesses to meet digitally under this new normal, bình thường mới area.
we have to adjust ourselves to the fact that we are currently not yet able to participate in UDEX Vietnam in person until the pandemic is put under control. Against the backdrop of this new normalcy amidst COVID-19 and the consequent global economic turbulence, it is heartening to see that Thailand-Vietnam's economic relation still remain as strong and as robust as could be. In the first half of the 2021, Thai investors continue to invest $236 million in Vietnam and were ranked the 9th as the FDI investor, while two-way trade volume from January to May 2021 is valued at $8 billion. Among the Thai direct investment projects and businesses in Vietnam, many are in the area of livestock, aquaculture, agribusiness, agriculture, and food processing. Thai investors have introduced advanced technologies in agriculture-related fields to Vietnam through their Vietnam-based businesses and will continue to do so. The Royal Thai Consulate General in Ho Chi Minh City is committed to work with both public and private sectors of both Thailand and Vietnam to promote business partnership and collaborations between our two countries, including in the area of agriculture and livestock sector. In recent years, the Consulate General has organized business trips to Thailand for interested Vietnamese friends to introduce them to the Thai agricultural machinery and technology. We do believe that with similar climates and conditions between Thailand and Vietnam, the designed and made in Thailand agricultural machines should be more suitable for use in Vietnam, even though they are cheaper than those from other continents. As part of the bilateral technical cooperation, Thailand has also worked with the province of Cà Mau and implemented the artificial reefs project to replenish fish and other maritime natural resources for sustainable fishery near Chen Van Thoi commune in Cà Mau province, with the contribution from the experts of the Thai Department of Fishery. Furthermore, for many years until now, the Royal Thai government has been providing scholarships to Vietnamese recipients to study or receive trainings in Thailand on many areas and topics related to agriculture. Among these topics, Thailand is always ready to share our experiences of implementing His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej's Sufficiency Economy Philosophy, or SEP, and also the new theory agriculture of also His Majesty the late King Bhumibol. We are willing to share this experience with our friends from Vietnam and other countries. As this year, 2021, marks the 45th anniversary of the establishment of the diplomatic relations between Thailand and Vietnam, I believe that both countries, as trusted partner and friends, will thrive again together in a win-win manner and will be able to reach the goal that our leaders have agreed upon of achieving a trade balance of $25 billion soon. In this connection, I would like to encourage both Thai and Vietnamese professionals and investors to join We Connect Vietnam Edition 2021. While we are anticipating to meet physically in UDEX Vietnam 2022 in Ho Chi Minh City in March next year, I wish We Connect Vietnam Edition 2021 a great success. Thank you. Chúc thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.